Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trên tay mình đây đang là chiếc Nokia 8.1 mới được ra mắt vào buổi chiều ngày hôm nay. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một chút về cái chiếc điện thoại này để xem rằng là nó có những gì đáng để chúng ta quan tâm. Đầu tiên sẽ là mức giá, thì mình khá là bất ngờ khi mà mức giá ở bên nước ngoài công bố ra nó là 10.590.000, nhưng khi bán tại thị trường Việt Nam của chúng ta thì nó sẽ chỉ có mức giá là 7.990.000 mà thôi. Một mức giá nó khá là sốc khi mà mọi người dự đoán mức giá ấy. Thì mình có nói là 8.190.000 để cho nó hợp với con số đó là Nokia 8.1, nhưng mà khi ra nó là con số nhỏ hơn nữa. Thì đây chính là điểm đầu tiên mà để cho các bạn có thể là quan tâm cũng như là dễ dàng tiếp xúc hơn với cái thiết bị này. Cái thứ hai đó là về cấu hình của máy, thì chúng ta sẽ có con chip là Qualcomm Snapdragon 710. Chúng ta có 4GB RAM và chúng ta có 64GB bộ nhớ trong cho phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra thì mình tham khảo trên GSM Arena thì chúng ta cũng sẽ có phiên bản mang trong mình là 6GB RAM, nhưng mà không rõ là có được bán tại thị trường Việt Nam hay không. Chia sẻ về thiết kế của chiếc máy này thì các bạn sẽ thấy đây là một chiếc máy nó hơi lai một chút khi mà chúng ta sẽ có phần khung viền này. Nó giống khung viền của chiếc Nokia 7 Plus, nhưng cái mặt lưng thì nó lại là mặt lưng giống với chiếc Nokia 6.1 Plus. Chúng ta cũng có thể gọi nó là một đứa con lai, nhưng mà khi đó thì các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái khung viền chắc chắn, nhưng mà chúng ta lại có một mặt lưng bóng bẩy. Từ đó nó sẽ làm cho chúng ta có một cái gì đó chiếc máy nó sang trọng hơn, nó bóng bẩy hơn, và tất nhiên nó sẽ không thể nào mà tránh được cái tình trạng để lại mồ hôi và dấu vân tay trên cái mặt lưng của sản phẩm này. Ở đây thì chúng ta sẽ có cụm camera với cái ống kính đến từ dây, cảm biến chính độ phân giải 12 megapixel, khẩu độ f/1.8 và có hỗ trợ chống rung quang học OIS. Và ở đây thì Nokia cũng sẽ bày sẵn cho chúng ta một cái mô hình để cho các bạn có thể thử được cái tính năng chống rung quang học trên cái camera này. Thì đây mình cũng đang show đến cho các bạn xem một đoạn video mà mình quay thử. Camera phụ chúng ta sẽ có độ phân giải là 13 megapixel, hỗ trợ đo độ sâu trường ảnh và chụp hình xóa phông. Tất nhiên vị trí bên dưới thì chúng ta vẫn sẽ có vị trí của cảm biến vân tay quen thuộc, giống tương tự như trên chiếc Nokia 6. Quay ra phía mặt trước thì chúng ta sẽ có màn hình kích thước khá lớn lên đến là 6.18 inch, độ phân giải Full HD và tỷ lệ là 19:9. Màn hình này chúng ta cũng sẽ có cái thiết kế đó là tay thỏ giống tương tự như trên chiếc Nokia 6. Về chất lượng hiển thị thì mình đánh giá màn hình hiển thị của chiếc Nokia 8.1 nó rất là ngon cho tầm giá. Nó mang lại chúng ta những trải nghiệm về màu sắc rất là trong trẻo và độ đổ khối tốt. Nói chung rằng là chúng ta sẽ không có bất kỳ điểm nào chê trên cái màn hình của sản phẩm này cả. Do là chiếc máy này đang được chạy trên Android P, thế là chúng ta cũng sẽ có những thao tác nó hơi thông minh một tí. Ví dụ như là chúng ta sẽ có vuốt vuốt này để vào menu này. Và những cái thao tác này thì trước đó mình cũng đã có một video chia sẻ cho các bạn về những cái thao tác thông minh trên cái phiên bản Android P. Một cái điểm nữa đó là trên chiếc Nokia 8.1 này thì nó cũng sẽ được nằm trong chương trình Android One. Thế nên rằng là cái chiếc Nokia 8.1 nó sẽ là một trong những chiếc máy sau này được cập nhật Android rất là nhanh chóng. Đến với trải nghiệm về camera một chút thì ở đây chúng ta cũng sẽ có cái giao diện nó tương tự như trên những chiếc Nokia 6.1 hay Nokia 7 mà thôi, khi mà nó được cập nhật Android 9 thì nó tương tự giống nhau. Bên đây thì chúng ta cũng sẽ có các chế độ khác, ví dụ như là chụp bokeh trực tiếp này, chúng ta có chụp ảnh toàn cảnh và để mình xem nào. Và đây chúng ta sẽ có chụp ảnh chuyên nghiệp và với những cái tùy chỉnh nó khá là sâu. Ví dụ như ở đây chúng ta có chỉnh được cân bằng trắng này, chúng ta có thể lấy nét được thủ công này, chúng ta có chỉnh ISO và chúng ta có chỉnh tốc độ màn chập. Và tốc độ màn chập của con này khi mà mình chỉnh tối đa thì nó có lên đến là 4 giây, thì nó cũng sẽ mang lại chúng ta những cái trải nghiệm kiểu chụp ảnh nó vui vẻ hơn so với một cái camera thông thường. Nhưng mà 4 giây trên một chiếc máy với mức giá là 8 củ thì mình thấy là nó vẫn hơi ít, bởi vì là mình đòi nó phải lên được khoảng tầm 16 giây cho tới 32 giây giống như trên các sản phẩm của Xiaomi cơ. Về quả pin của sản phẩm này thì chúng ta sẽ có dung lượng là 3500 mAh, không phải một thời lượng pin quá cao, nhưng khi mà nó không có bất kỳ một tùy biến nào mà nó chạy trên một cái giao diện nền tảng thuần Google như thế này thì mình tin rằng chiếc máy cũng sẽ mang lại chúng ta những cái thời lượng sử dụng pin là khá ấn tượng. Còn cụ thể là cái thời lượng sử dụng pin nó như thế nào thì có lẽ mình sẽ hẹn các bạn trong những cái video đánh giá chi tiết hơn trên sản phẩm này. Nhưng được một cái nữa đó là sản phẩm này cũng sẽ hỗ trợ chúng ta cổng sạc USB Type-C và hỗ trợ sạc nhanh, thế nên rằng là nếu như nó có nhanh hết pin đi nữa thì bạn cũng sẽ không quá là quan trọng về vấn đề là sạc pin bao lâu. Và trên đó là những chia sẻ của mình về chiếc Nokia 8.1, một chiếc máy mới được ra mắt vào buổi chiều ngày hôm nay có một mức giá tốt trong một cái cấu hình ấn tượng. Các bạn cảm thấy vui, đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.